xin kính chào quý đồng nghiệp. Trước hết, tôi xin rất cảm ơn giáo sư Ngô Quý Châu và Hội hữu hấp Việt Nam cùng ban tổ chức đã mời chúng tôi đến đây để uh, báo cáo uh, về bài sinh bệnh học Covid-19 và cơn báo cytokine. Uh, chúng ta biết rằng là bệnh Covid-19 do con virus Sars-CoV-2 gây ra và con virus này thực ra rất là dễ lây lan. Tuy nhiên trên 100 người mà chúng ta gọi là những người F0, có nghĩa là những người đã bị nhiễm SARS-CoV-2, thì có đến 80% sẽ không có triệu chứng. Có nghĩa rằng là họ hoặc là bình thường hay là có những triệu chứng rất là nhẹ như là mất khiếu giác, ho, sốt nhẹ, nhức mỏi và những người đó sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, bên cạnh, có 15% số người F0 đó sẽ trở bệnh nặng và đôi khi cần phải nhập viện. Và cùng một lúc thì có thêm 5% khác có thể nguy cập và đưa đến tử vong. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái mà chúng ta gọi là cơn bão cytokine. Thực ra đó là một cái thực thể gây ra hội chứng suy hấp cấp hay là acute respiratory distress syndrome ARDS của những tác giả người Anh. Và chúng ta sẽ lướt qua những cái cơ chế đưa đến tình báo cytokine đó. Nhưng mà trước khi uh, đề cập đến vấn đề đó thì chúng tôi chỉ xin nhắc lại một vài uh, kiến thức căn bản về sinh học phân tử uh, cách nghĩa cho chúng ta làm sao con virus SARS-CoV-2 này với cái protein gai hay là protein spike có khả năng để mà xâm nhập vào các tế bào của hệ hô hấp của chúng ta. Thực ra để chúng ta thấy có một cái hình thù vẽ của con virus SARS-CoV-2 và ở dưới này đó là cái thủ thể mà chúng ta gọi là thủ thể ACE2 hay là angiotensin enzyme số 2. Chính cái thủ thể này sẽ là cái ổ khóa giúp cho cái chìa khóa protein gai có khả năng mở cánh cửa đi vào các tế bào của hệ hô uh, hấp của chúng ta. Và nếu chúng ta nhìn trên cái uh, slide này, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là thủ thể aco 2 đã hiện diện gần như là tất cả những cái tế bào biểu mô của hệ hô của chúng ta từ những cái vùng mũi họng cho đến những cái vùng sâu vùng xa, có nghĩa là cho, cho đến những cái tế bào của phế và nếu mà chúng ta biết rằng là thủ thể ACO2 chính là cái ổ khóa giúp cho cái chìa khóa protein gai có thể cắm vào và mở cửa để mà phóng thích cái chuỗi gen của con virus SARS-CoV-2 chính là cái chuỗi mRNA sẽ giúp cho con virus này nhân bào và tiếp tục sinh sôi nảy nở. Thì tại sao chúng ta lại không có biến cái chìa khóa đó đi hoặc là tại sao chúng ta không có ức chế cái ổ khóa đó có nghĩa rằng là tại sao chúng ta không có tìm cách để mà tiêu diệt thủ thể ICO2 bằng những cái phương cách uh, dược chế mà chúng ta đã có thì cái câu chuyện nó nói ra tuy rằng là đơn giản nhưng thực ra nó không có đơn giản thế nào bởi vì nếu mà chúng ta lặp lại cái tên của cái thủ thể ACO2 này có nghĩa là Andrew Tenshin Converting enzyme số 2 thì chúng ta cũng biết rằng là bên cạnh đó và trước đó có một thủ thể khác hay là một cái chất men khác bởi vì ACO2 vừa là một thủ thể cho hai con virus SARS-CoV-2 và con virus SARS-CoV-1. là Con virus đã gây ra bệnh SARS vào những năm 2003-2004. Thì ngoài uh, cái protein đó là một cái thụ thể thì ACO2 cũng là một cái chất men. Và cái chất men đó nó hoạt động gần giống như cái chất men mà uh, đi trước, có nghĩa là chất men ACO1. Chúng ta đều biết rằng là chất men ACO1 có khả năng biến uh, cái phân tử hay là cái chất hormone angiotensin 1 thành angiotensin 2. Và khi chính cái chất hormone angiotensin 2 này sẽ có khả năng làm co thắt mạch máu, uh, tăng trưởng tế bào, uh, gây sơ hóa, tạo ra cái uh, cái viêm và hay là cái stress oxy hóa hay là thậm chí có thể đưa đến cái uh, chết theo tự trình của tế bào apoptosis thì thủ thể ACE2 này nó lại là cái chất men có cái khả năng để mà ức chế cái hormone angiotensin 2 hay nói một cách khác để biến cái hormone angiotensin 2 này thành một cái protein cực kỳ là lành cái cái mà chúng ta gọi rằng là angiotensin 1 7 đó là một cái protein chỉ có 7 axit amin và nó ngược lại với angiotensin 2 nó sẽ đưa cho chúng ta cái cơ hội để mà kháng viêm hay là chống uh, sự phân bào hay là chống sơ hóa chống cái chết theo theo chương trình và nó cũng sẽ giúp cho chúng ta uh, mạch máu. Trong khi đó, angiotensin 2 sẽ là cái chất đồng môn sẽ làm co thắt mạch máu. Nói một cách khác và một cách rất là nôm na, thì chúng ta có thể xem như là angiotensin uh, converting enzyme 1, ACL1 như là một ông ác. Và bên cạnh đó thì angiotensin converting enzyme 2, aco 2 là một ông thiện. Cùng một lúc là một ông thiện, đối với lại cái hệ sinh lý của các hệ tim mạch thì angiotensin enzyme 2 ACO2 cũng lại là một thủ thể khiến cho con virus SARS-CoV-2 có thể thâm nhập vào các, các tế bào của chúng ta Nhưng mà nếu mà chúng ta nhớ thì cái việc này thì chúng ta cũng cần nhớ rằng là thực ra hai cái chất men này, ACO1 và ACO2 giống như là một hệ âm dương trong thái cực uh, Có cái này thì cũng phải có cái kia để mà uh, cân bằng cái uh, sinh lý của mạch máu của chúng ta. Bởi vì thế nên chúng ta không thể nào ức chế angiotensin convertin enzyme 2 và bởi vì thế nên chúng ta không thể nào dùng cái phương cách đó để mà ngăn chặn con virus SARS-CoV-2 không cho phép nó thâm nhập vào tế bào của chúng ta. Thì là bây giờ chúng ta, nếu mà chúng ta chấp nhận cái sự thể rằng là angiotensin convertin enzyme 2 hoặc là ACE2 là một cái chất men hay là một cái chất thủ thể mà chúng ta không thể nào ức chế thì chúng ta phải tìm hiểu thêm để mà biết cách nào con coronavirus SARS-CoV-2 này sau khi lây nhiễm vào các tế bào của hệ hô của chúng ta sẽ dùng những cái phương cách phân tử nào để mà có thể nhân vào và để mà có thể uh, biến ra những cái con virus mới thì thực ra tất cả những cái loại virus đều là những sinh vật mà không thể nào tồn tại ngoài cơ thể con người bởi vì chính nó nó không có khả năng để mà nhân bào một con virus cần phải thâm nhiễm vào một cái tế bào của một vật chủ và lúc đó con virus sẽ sử dụng nhiên liệu và đơn vị cấu trúc của tế bào vật chủ để mà thứ nhất là giải mã RNA có nghĩa là chuỗi gen của nó và thứ nhì là tổng hợp những cái protein và đặc thù của con virus và sau cái sự tổng hợp những cái protein đặc thù của con virus thì sẽ có cái sự giáp nối để mà chúng ta hay là con virus đó có thể tổng uh, hợp ra được một con virus mới và lúc đó con virus cũ nó sẽ nhân lên gấp trăm, gấp nghìn, gấp vạn lần những cái con virus uh, uh, SARS-CoV-2 mới. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái quá trình mà giải mã RNA và tổng hợp protein thì ở đây có một cái giai đoạn cực kỳ quan trọng đối với con virus đó là cái giai đoạn sao chép gen không có sao chép gen thì con virus không có không có thể nào mà có cái khả năng để mà nhân bào để mà nhân lên gấp trăm gấp nghìn hay là gấp vạn lần và bởi vì thế nên các nhà khoa học đã rất sớm quan tâm đến cái chất men mà chúng ta gọi rằng là RNA replication hoặc là RNA dependent RNA polymerase hay là nói tắt và gọn là RDRP cái chất men này chính là cái chất men giúp cho con virus SARS-CoV-2 hay đúng hơn giúp cho cái bộ gen của nó có thể nhân lên gấp trăm gấp nghìn gấp vạn lần nói một cách khác con virus nó giống như là một sinh vật linh hồn của con virus là chất gen là cái chuỗi gen RNA cái xác của con virus là những cái protein của cái vỏ bọc nó ở bên ngoài nếu mà không có hồn thì con virus sẽ không còn sống được nữa. Và nếu mà chúng ta đã nhận định được rằng là cái chất men RdRp này có cái khả năng sao chép gen thì chúng ta cũng có thể tổng hợp những cái dược chất để mà có khả năng ức chế cái chất men RdRp đó. Và một trong những dược chất mà tất cả các bác sĩ chuyên uh, chữa trị uh, về bệnh Covid rất là quen thuộc đó chính là thuốc remdesivir. bên cạnh đó thì cũng có những cái dòng thuốc khác cũng làm cái công việc tương tự như remdesivir như là molnupiravir hay là favipirfavipiravir uh, đó là những cái chất chất những cái thuốc mà chúng ta có thể gọi rằng là, là những cái thuốc kháng virus không cho phép con virus tiếp tục nhân bào và sinh sôi nảy nở trong cơ thể của chúng ta. bước qua một giai đoạn nữa thì ngày hôm nay chúng ta cũng biết rằng là nơi một số những người lớn tuổi hay là một số những người có bệnh nền có một cái cơ địa rất là đặc biệt thì cái cân viêm mà lúc đầu mà tất cả mọi người biết rằng là nó rất là cần thiết để mà cho chúng ta có cái khả năng kích hoạt cái hệ miễn dịch và từ đó đưa những cái tế bào miễn dịch của chúng ta đến tiếp cận với con virus và tiêu trừ nó thì cái cân viêm lúc đầu là cái cân viêm nhẹ vừa và đủ và chúng ta có thể kiểm soát được là cái cân viêm rất là cần thiết để mà chúng ta có thể xử lý và tiêu trừ con virus. Thì cân viêm đó đôi khi nơi một số các bệnh nhân nó sẽ trở thành một cơn bão, một cái cơn sóng thần, một cái sự kiện mà chúng ta không còn khả năng để mà kiểm soát được nữa đó là cái cơn bão cytokine. Nó một cách khác và một cách rất là nôm na. Cơn bão cytokine là không gì khác hơn là một cái cơn lốc, một cơn suối trong đó tất cả những cái quân tử mà chúng ta cần trong cái lúc bình thường để mà tiêu trừ con virus nó đã thoát khỏi cái vòng kiểm soát của cơ thể của chúng ta, của cái hệ miễn dịch của chúng ta. Và từ đó nó đưa đến một cái hậu quả mà tất cả các bác sĩ chuyên về hô hấp đều rất là quen thuộc. Đó là hội chứng ARDS hay là SDRA nói theo tiếng Pháp, có nghĩa là hội chứng suy hô hấp cấp. Hội chứng suy hô hấp cấp này thực ra nó chỉ là một uh, sự uh, tan hoang của tất cả những cái tế bào trong phế nang từ tế bào uh, biểu mô đến những cái tế bào nội mô và lúc đó thì chúng ta sẽ có uh, một cách nông na có ba hiện tượng thứ nhất là cái sự thoát mạch uh, của những cái mao mạch uh, của vùng phế nang và từ đó thì phế nang sẽ ngập tràn bởi bởi những cái nước nó được thoát mạch từ những cái mau mạch thứ nhì là những cái hiện tượng đông máu và thứ ba là cái hiện tượng viêm mà ở đây là sẽ là cái viêm quá độ, cái viêm cực kỳ khủng khiếp, cái viêm rất là cao mà cái viêm mà chúng ta không thể kiểm soát được. Và để mà chứng minh một cách rất là cụ thể về cái viêm mà quá độ đó, thì uh, xin quý đồng nghiệp cứ nhìn vào cái danh sách của tất cả những cái cytokine mà người ta nghĩ rằng là sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái hiện tượng viêm quá độ đó, trong cái hiện tượng SDRA đó. Uh, hoặc là ards đó thì ngày hôm nay uh, có một số những cái thông tin mà tôi xin phép được uh, chia sẻ cùng với quý đồng nghiệp trong đó sẽ có một số những cái thông tin vừa uh, mang đến cho cho chúng ta một số cái uh, cái khám phá mới về cái cơ chế sinh học phân tử cùng một lúc một cách tiếp cận mới trên cái lĩnh vực lâm sàng giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn cái cơ chế của cái cơn bão Seichu Kai đó thì cũng như chúng tôi đã thưa lúc nãy cơn bão Seichu được thể hiện bằng cái sự tổng hợp với một cái mức độ rất là cao của một số những cái Seichu bởi vì thế nên chúng ta mới gọi cái cơn bão đó là cơn bão Seichu thì các tác giả ở đây đã đăng một cái bài rất là uh, uh, rất là quan trọng uh, cho chúng ta hiểu rõ hơn về cái vai trò của những cái cytokine và đặc thù đó là interleukin 6, interleukin 8, uh, TNF alpha, hoặc tumor necrosis factor alpha và interleukin 1 beta. Các tác giả này đã đo tất cả những cái cytokine này nơi hơn một, gần 1.500 bệnh nhân đã nhập viện tại bệnh viện Mount Sinai ở bên thành phố New York ở bên Hoa Kỳ. Và các tác giả này đã tìm ra một số những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là khá lý thú và đủ lý thú để mà chia sẻ ngày hôm nay. Thứ nhất là uh, các tác giả đó đã uh, phân định ra nhóm bệnh nhân uh, làm hai nhóm. Những nhóm mà nồng độ của bốn loại cytokine này, IL-6, IL-8, TNF-alpha và IL-1-beta, cao hoặc là thấp. Nồng độ cao sẽ được thể hiện bằng đường vẽ màu đỏ, nồng độ thấp sẽ được thể hiện bằng đường vẽ màu xanh. Và lúc đó thì nếu mà chúng ta nhìn cái xác suất sống sót Uh, nói tiếng Anh đó là survival uh, probability của những uh, bệnh nhân đó thì chúng ta thấy rõ rằng là tất cả các bệnh nhân nào mà nồng độ của những cytokine này có nghĩa là IL sáu 8 TNF alpha, IL 1 beta những bệnh nhân nào mà những nồng độ của những cytokine đó cao thì chính là những uh, những bệnh nhân sẽ có nhiều cơ nguy tử vong nhất như chúng ta thấy trên bốn hình vẽ ở đây trong khi đó, những bệnh nhân nào mà nồng độ cytokine uh, nó thấp thì đó là những bệnh nhân mà có ít cơ nguy tử vong so với những người khác có nồng độ cao. Đó là cái thông tin đầu tiên mà tôi xin uh, quý đồng nghiệp uh, uh, ghi nhớ để mà chúng ta tiếp tục uh, xem qua những kết quả của cái bài báo cáo lý thú này. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng là cái nồng độ của những cái cytokine nào đó nó có thể cao hay thấp tùy vào cái độ nặng của cân của cái cân bệnh tùy vào cái sự uh, uh, bất bình thường trong cái việc trao đổi khí trao đổi khí có nghĩa là cái độ nặng của cái sự thiếu oxy trong máu vân vân và lúc đó nếu mà các tác giả đó đã điều chỉnh và làm một cách nào để mà cho tất cả các bệnh nhân đều có cùng một cái nồng độ uh, oxy hay là cùng một cái cái độ nặng thì lúc đó thì các tác giả thấy rằng là IL8 và IL1beta không còn là những cytokine uh, si, uh, đóng một cái vai trò quan trọng nữa. Nhưng ngược lại IL6 và TNF alpha thì vẫn giữ cái vai trò quan trọng trong cái sự quyết định rằng là người bệnh nhân đó sau này có cơ nguy để mà trở bệnh nặng hay là tử vong hay không. Bởi vì ở đây chúng ta thấy rõ rằng là những bệnh nhân nào nồng độ IL6 cao, có nghĩa là với con đường vẽ màu đỏ, hay là nồng độ TNF-alpha TN cao, thì là sẽ là những bệnh nhân mà sẽ có cái cơ nguy tử vong cao. Cũng như là ở đây chúng ta thấy đó là ở đây là số bệnh nhân, tổng số bệnh nhân uh, tử vong uh, theo tính theo từng ngày một. Rõ ràng ở đây thì chúng ta thấy rõ rằng là il 6 và tnf alpha là hai cytokine uh, đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái bệnh lý học của cái cân bão cytokine. Uh, đi thêm một bước nữa thì các tác giả này cũng đã muốn tìm hiểu xem rằng là cái sự mà cao hay là thấp, của, giữa nồng độ của IL-6 và TNF-alpha nó có quyết định cho cái việc rằng là độ bảo hòa oxy có nghĩa là uh, uh, oxygen saturation ở đây nó cao hay là nó thấp tùy vào cái nồng độ đó hay là cái mức độ nặng nhẹ của kinh bệnh nó 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 cao hay nó thấp thì ở đây chúng ta thấy những cái kết quả mà chúng tôi vừa mới thưa với cái slide vừa rồi có nghĩa rằng là những bệnh nhân nào mà có nồng độ cao Đối với e 6 hay TNF-Alpha, chính là những bệnh nhân sẽ có cái uh, diễn biến mà xấu nhất so với những bệnh nhân có nồng độ thấp. Những bệnh nhân màu đỏ ở đây có những cái diễn biến rất là xấu so với những những, những bệnh nhân nằm trên cái đường vẽ màu xanh. thêm một bước nữa, thì các tác giả cũng đã uh, uh, duyệt qua tất cả những cái phương cách chữa trị với tất cả những cái uh, những cái toa thuốc mà chúng ta có thể kê khi mà chúng ta có một bệnh nhân covid đang trở nặng ở đây chúng ta thấy có uh, hiệu quả của thuốc Tocilizumab là một thuốc ức chế uh, thụ thể của IL6 Uh, thuốc corticoid, thuốc Remdesivir là thuốc uh, chống uh, sự uh, nhân bào của con virus, thuốc acetaminophen là một loại kháng viêm không thuộc dòng corticoid, thuốc hydroxychloroquine uh, do một giáo sư ở Marseille Pháp rất là cổ võ nhưng mà ngày thì ngày hôm nay chúng ta biết rằng là thuốc này không có công hiệu, thuốc kháng đông và ở đây là những cái loại thuốc corticoid, thì uh, Thú thật ra thì nhìn vào cái sai này thì chính riêng cá nhân tôi cũng sẽ thấy dối bởi vì thấy có quá nhiều những cái bức hình vẽ Bellity. Thành ra tôi xin phép và xin đề nghị rằng là chỉ trích ra, chỉ giữ lại những cái hình mà tôi nghĩ rằng là quan trọng nhất. Thì ở đây chúng ta thấy cái hiệu quả của ba dòng thuốc. Thuốc Tocidizumab là thuốc kháng IL-6, kháng kháng thể của IL-6. Đó là một kháng thể đơn dòng. Uh, uh, chống lại IL6 thuốc MDGV mà tất cả uh, anh em chúng ta đều uh, quen thuộc và uh, tất cả những cái loại thuốc corticosteroids thì ở đây chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta dùng thuốc IL6 thì nhìn thoáng qua thì thấy đây có một cái sự bất cập bởi vì sao là bởi vì nếu mà chúng ta dùng thuốc tocilizumab để mà kháng IL6 thì đáng nhẽ ra IL6 nó phải giảm xuống trong khi ở đó thì ở đây IL6 nó lại tăng lên trong cái giai đoạn đầu trước khi mà nó bắt đầu nó giảm xuống thì cái sự cách nghĩa của cái 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 vấn đề mà tương đối không hợp lý này nó cũng rất là đơn giản là bởi vì sao là bởi vì thuốc tocilizumab đã tống khứ càng yên xấu đã ra khỏi cái thụ thể yên xấu nó chỉ tác hại trên cơ thể của chúng ta khi mà nó gắn kết với đại cơ thụ thể của nó thì toshidzima đã lấy chỗ của yên xấu và đã gắn kết vào thụ thể của yên xấu và bởi vì thế nên yên xấu này đã được giải phóng và cảm thấy như là bơ vơ ở trong cái trong cái bối cảnh mà 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 không còn thụ thể nữa và nó mới tăng lên rồi sau đó thì L6 sẽ từ từ giảm bởi vì thuốc tocilizumab quá nhiên công hiệu với cái sự thể rằng là không cho phép IL-6 có thể tổng hợp được nữa. Thì cùng một lúc, nếu mà chúng ta nhìn về cái 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 hiệu quả của thuốc tocilizumab đối với TNF alpha thì chúng ta cũng thấy rằng là tocilizumab tuy rằng là kháng IL-6 như nhưng mà cũng có khả năng làm giảm thiểu nồng độ của TNF alpha. Ờ, nói một cách khác thì có lẽ là có một cái sự uh, tương quan tương đối cũng khá gần gũi hay là mật thiết giữa những cái tín hiệu mà đưa đến cái sự tổng hợp TNF alpha và những cái tín hiệu mà nó liên quan đến EL6. cũng thế, nếu mà chúng ta giảm cái uh, sự mà nhân bào, hay là phân bào của con virus thì cùng một lúc chúng ta sẽ giảm cái khả năng mà tác hại của con virus đó và cũng vì thế nên ít virus hơn thì sẽ ít cái nồng độ của ES6 cũng như là cũng như là ở đây thì không có cũng như tôi rất xin xin lỗi Remdesivir không có một cái tác dụng nào cả trên cái sự mà tổng hợp của TNF alpha bây giờ nếu mà chúng ta nhìn đến cái uh, cái hiệu quả của dòng corticosteroid thì ở đây tôi xin phép được nói rõ rằng là ở đây các tác giả đã gom vào hết cùng một nhóm tất cả những cái thuốc corticosteroid mà chúng ta có thể dùng như là thuốc uh, dexamethasone hay là thuốc prednisolone vân vân và vân vân thành ra bởi vì thế nên ở đây chúng ta thấy rằng là corticosteroid có khả năng làm giảm cái nồng độ của 6 trong khi đó corticosteroid không có khả năng làm thay đổi cái nồng độ của TNF alpha. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta đặt cái câu hỏi rằng là giữa những cái loại corticosteroid thì một cách mà cụ thể và chính xác thì ba cái loại chính của cort corticosteroid có nghĩa là dexamethasone, methylprednisolone và prednisone sẽ có cái công hiệu như thế nào trên cái nồng độ IL-6. Thì ở đây chúng ta thấy rõ rằng là prednisone không có công hiệu gì cả bởi vì IL-6 vẫn tiếp tục tăng. Methylkhenizolone có một chút xíu công hiệu, có một tí tí công hiệu bởi vì Methylkhenizolone có khả năng làm giảm nồng độ KL6. Trong khi đó thì rõ ràng dexamethasone đúng là cái loại corticosteroid theo đúng như những cái khuyến cáo của quốc tế có cái công hiệu cao nhất không những trong cái việc kháng viêm mà một cách rất là cụ thể và uh, chính xác trong cái việc làm giảm cái nồng độ của IL6 trong uh, các cơ thể của người bệnh nhân bị nhiễm uh, SARS-CoV-2 và đang bị bệnh COVID-19. Ở đây chúng ta có thể tóm gọn rằng là IL6 đóng một cái vai trò khá quan trọng trong cái bệnh lý học của khi cân bảo Setokai, bởi vì các tác giả vừa rồi đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ rằng là IL6 sẽ tăng với lại cái cơ nguy tử vong hay là cái cơ nguy trở bệnh nặng, IL-6 sẽ tăng với lại cái cơ nguy giảm cái uh, SPO2 cùng lúc IL-6 sẽ tăng với lại cái cơ nguy mà có những cái cơn bệnh nặng hơn là cơn bệnh uh, nhẹ vừa. Thế thì bây giờ trong cái phần cuối cùng của cái bài báo cáo ngày hôm nay thì tôi xin phép được uh, cùng với lại quý đồng nghiệp duyệt qua một số những cái cơ chế phân tử để mà giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn lý do tại sao is 6 lại đóng một cái vai trò quan trọng như thế. Ở đây là những cái tế bào biểu mô và chúng ta biết rằng là tế bào biểu mô như là những tế bào mà đứng tuyến đầu của kẻ hô hấp của chúng ta và trong số những cái tế bào biểu mô đó có một số không ít những tế bào có cái thủ thể ACO2 và bởi vì thế nên những cái tế bào đó sẽ là những cái tế bào uh, tạm gọi là nạn nhân của cái sự mà uh, lây lan bởi con virus SARS-CoV-2 bởi vì chính trên cái thủ thể ACO2 này cái những cái protein gai sẽ gắn kết vào và sẽ uh, gây tổn thương cho tế bào damage cell ở đây một khi tế bào biểu mô đó đã bị tổn thương thì tế bào đó sẽ tổng hợp hay là sẽ phóng thích ra Hai loại phân tử đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong những cái gì mà chúng ta sẽ xem trong những cái slide sắp tới. Hai cái loại phân tử đó là một là PAMP hoặc là pathogen associated molecular pattern, cái thứ nhì là DAMP hoặc là DAMP, đó là damage associated molecular pattern. Đó là những cái loại phân tử mà chúng ta có thể xem như là những cái phần còn sót lại của những cái tế bào mà đã bị uh, đã bị tàn phá và sắp đưa, đi đến cái mức là đã đã bị tiêu diệt. Thì đây có thể xem như là những cái tín hiệu để mà báo động hoặc là kêu cứu. cứu báo động và cứu cứu ai và báo và báo động và cứu cứu cái gì thì thực ra những cái những cái phân tử này PNP và DNP mà chúng ta thấy ở đây nó sẽ báo động cho cái những cái tế bào của cái hệ miễn dịch miễn dịch của chúng ta đứng hàng đầu đó là những tế bào mà chúng ta gọi là đại thực bào macrophage những đại thực bào này sẽ có khả năng để mà Tiếp nhận cái tín hiệu báo động đó uh, được mang đến từ PAMP và DMP, và cái khả năng đó được thể hiện bởi cái sự uh, hiện diện của một uh, thủ thể um, đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Uh, đó là thủ thể Toll-like Receptor hay là TLR hoặc là TLR. Thu thế này có thể nhận diễn ra DMP và PMP và từ đó sẽ bắt đầu những cái phản ứng dây chuyền để mà đưa đến sự tổng hợp của một số những cái cytokine mà chúng ta thấy ở đây TNF alpha, IL6, IL1 beta và interferon gamma. Ở đây xin quý đồng nghiệp nhớ rằng là tất cả những cái phân tử này, tất cả những cái cytokine này thực ra là chúng ta cần đến những cái cytokine đó trong giai đoạn đầu nhưng mà chúng ta chỉ cần những cái cytokine đó để uh, với một cái nồng độ ít vừa và có thể kiểm soát được bởi vì TNF-alpha, IL6, interleukin 1 beta và interferon gamma chính là những cái phân tử có thể huy động được tất cả những cái tế bào như là những tế bào phô, những cái tế bào như là những cái tế bào bạch cầu đa nhân uh, trung tính vân vân để mà đến hỗ trợ uh, cái công việc mà tiêu trừ con virus sẽ do đại thực bào trong thời gian đầu đảm nhận nhưng mà sau đó sẽ cần cái sự tiếp sức của những cái tế bào của hệ miễn dịch của chúng ta thì Tất cả những cái TNF alpha, IL6, vị interleukin 1 beta là những cái điều rất là cần thiết. Cho đến lúc mà chúng ta vẫn còn kiểm soát được. Nhưng mà trong một số những cái trường hợp thì chúng ta lại mất cái sự kiểm soát đó đi. Và bởi vì chúng ta mất cái sự kiểm soát đó đi và thú thật là ngày hôm nay thì uh, cái vấn đề mà cái cơ chế của cái sự mất cái kiểm soát của cái uh, của cái phản ứng viêm lúc đầu là một cái phản ứng viêm bình thường, sau đó sẽ trở thành một cái phản ứng viêm quá sức đưa đến cơn bão cytokine, nó vẫn còn là một cái vấn đề được tranh cãi và đang được nghiên cứu. thì ngày hôm nay bởi vì còn đang được tranh cãi và đang được nghiên cứu, thì thành ra tôi sẽ không có cái 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 tham vọng để mà để mà chia sẻ những cái cơ chế đó với đại quý đồng nghiệp. tuy nhiên về cái IL6 và cái cách mà truyền cái tín hiệu ear 6 thì ngày hôm nay các nhà nghiên cứu uh, về sinh lý học và về dược học cũng đã có một số cái thông tin và tôi xin phép được chia sẻ những cái thông tin đó với đến với quý đồng nghiệp. Thông tin thứ nhất là ear 6 chỉ có thể uh, mang đến cái hiệu quả của mình. Hiệu quả vừa thì tốt, hiệu quả quá đà thì xấu nhưng mà trước sau thì nó vẫn là một cái hiệu quả và cái hiệu quả đó nó sẽ đi qua một cái chuỗi uh, kích hoạt của những cái phân tử mà tôi sẽ gọi là phân tử nội tế bào và những cái phân tử nội tế bào này nó sẽ có những cái uh, những cái đường dây hoặc là những cái hệ thống mà một trong những cái đường dây và những cái hệ thống đó rất đóng cái vai trò rất là quan trọng là cái đường dây rắc và start và chính cái đường dây jack này nó cũng chính là một cái mà một cái một cái đường dây có nghĩa là một cái signal trans transition nó uh, được ức chế bởi một cái thuốc khác mà ngày hôm nay cũng rất được nhiều các uh, bác sĩ lâm sàng quan tâm tới đến, đến đó là thuốc baricitinib uh, ngày hôm khác tôi sẽ xin phép được nói nhiều thơ hơn về cái thuốc baricitinib này Hôm nay thì đối với IL-6 thì IL-6 như thế nào? IL-6 chỉ có thể uh, mang đến kết quả khi mà IL-6 gắn kết vào với cái thủ thể của mình. Và cái thủ thể IL-6 ở đây nó được thể hiện bằng cái hình vẽ màu xanh. Và tôi gọi đó là cái thủ thể trụ. Bởi vì sao? Là Bởi vì cái thủ thể này nó chính là một cái protein được gắn kết và dính liền vào cái màng quy tế bào của cái đại thực bào của chúng ta. Và một khi mà IL-6 đã gắn kết được với cái thủ thể trụ của mình thì lúc đó dây xấu sẽ kích hoạt hai cái uh, hai cái hai cái phân tử mà chúng ta có thể gọi là phân tử sinh đôi đó là gp130 hai cái phân tử này một khi đã kết lại thành một cặp thì nó sẽ có khả năng để mà kích hoạt tất cả những cái chuỗi dây chuyển đưa đến cái sự phiên mã rồi uh, tổng hợp ra tất cả những cái uh, cytokine mà lúc nãy chúng ta đã đề cập tới từ IL1 đến IL8 đến IL10 vân vân và vân vân bên cạnh đó bên cạnh cái 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 đường mà người ta gọi là cái đường cổ điển classic signaling này thì có một cái đường mới nó uh, lý thú hơn nhiều nó là như thế này là một khi mà ở đây chúng ta thấy có cái thủ thể chủ của một cái tế bào biểu mô sau khi bị con virus tấn công và tàn phá thì cái tế bào đó nó sẽ đi đến cái quy trình chết tế bào chết tế bào nó không còn nữa và tế bào này nó đang bị tiêu hủy thì cái thủ thể này nó cũng giống như là tất cả những cái phân tử khác của cái màng tế bào nó cũng sẽ bị tách rời ra từng mặt và lúc đó nó sẽ không còn là thủ thể chủ nữa mà nó sẽ là mà cái mà chúng tôi gọi là thủ thể trôi hoặc là soluble interleukin 6 receptor cái thủ thể trôi này nó giống như là một cái chiếc lá nó trôi theo cái cái, cái 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 dòng nước thì nhưng mà nó vẫn có cái khả năng để mà nó tiếp cận được với IL6 và một khi mà nó tiếp cận với IL6 thì IL6 này vẫn có cái khả năng để mà kích hoạt nó nhưng mà kích hoạt một cái thủ thể trôi không thì sẽ không có đưa đến kết quả nào cả tuy nhiên cái thủ thể trôi này nó vẫn có thể nó gắn kết vào một cái uh, màng của một cái tế bào của một cái tế bào mà trên nguyên tắc không có cái khả năng đáp ứng với IL6 đó là những cái tế bào của nội mô máu mạch và lúc đó thì IL6 lại có cái khả năng kích hoạt tế bào nội nội mô máu mạch và nếu mà chúng ta hiểu được cái cơ chế này có nghĩa là làm sao mà IL6 có thể kích hoạt được những cái tế bào nội mô máu mạch qua những cái thủ thế trôi thì chúng ta sẽ hiểu được tại sao trong lúc đầu khi mà con virus Sars-CoV-2 bắt đầu xâm nhập vào phía năng của chúng ta thì lúc đó nó chỉ có kích hoạt những cái tế bào miễn dịch và uh, cái tế bào đầu tiên sẽ được kích hoạt là tế bào đại thực bào và lúc đó đại thực bào sẽ làm công việc uh, kháng trừ virus của nó nhưng mà khi mà cái uh, IL-6 này nó đã uh, có rất là nhiều và lúc đó thì thủ thế chủ nó biến thành thủ, thủ thế trôi và thủ thế trôi nó sẽ đi đến nó gắn kết vào một cái tế bào như là cái tế bào nội mô ma mạch trên nguyên tắc không có thủ thể QL6 và ngày hôm nay đã có thủ thể QL6 và từ đó có thể bị EL6 kích, lệ, kích hoạt và một khi EL6 kích hoạt thì cái tế bào nội mô này nó cũng sẽ trở thành một cái tế bào viêm nó cũng sẽ bị tàn phá và sẽ bị tiêu hủy và lúc đó chúng ta sẽ hiểu tại sao mà chúng ta sẽ có cái hiện tượng mà thoát uh, mạch ở đây và cũng cùng một cái lối mà suy diễn như vậy chúng ta cũng có thể đoán rằng là tại sao những cái hệ tiểu uh, cầu hoặc là những cái hệ mà đông máu của chúng ta cũng sẽ bị kích hoạt và lúc đó người bệnh nhân sẽ bị cái hiện tượng đông máu đó là một cái hiện tượng cực kỳ nguy hiểm có thể đưa đến tử vong như là tất cả các đồng nghiệp biết thì để mà kết luận cái bài báo cáo này thì tôi chỉ xin thưa là như vậy ngày hôm nay chúng ta đã mất hơn nửa tiếng để mà xem qua cái uh, cơ chế của interleukin 6 nhưng mà bên cạnh đó thì có những cái cytokine khác như là TNF như là interferon gamma như là interleukin 1 beta Thực ra thì tất cả những cái cytokine, cytokine này, nó đều nằm trong một cái hệ thống mà chúng ta gọi là những cái hệ thống của tín hiệu phân tử liên tế bào. Nó sẽ kết nối những cái tế bào uh, của cái hệ miễn dịch của chúng ta. Cùng một lúc thì những cái phân tử này, nó sẽ mang đến những cái tín hiệu cho những cái tế bào đó. Và trong những cái tế bào đó sẽ có những cái mạng lưới tín, tín hiệu khác mà chúng ta gọi là những cái mạng lưới tín hiệu nội tế bào và ở mỗi người bệnh nhân tùy vào cơ địa thì sẽ có những cái con đường nó sẽ được kích hoạt uh, một cách mạnh mẽ hoặc là một cách quá độ hơn là những con đường khác. bởi vì thế nên ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa có cái khả năng để mà phân biệt được cái con đường nào sẽ là cái con đường mà uh, coi như là ưu tiên của từng từng người bệnh nhân một. và bởi vì vậy nên những cái thuốc mà là những cái thuốc kháng thể đơn dòng ở đây đôi khi không hiểu nhưng đôi khi lại không không hiểu trong khi đó những cái thuốc như là thuốc dexamethasone, glucocorticoid, thì cái sự công hiểu của nó nó tương đối nó nhiều hơn bởi vì ở đây là những cái con đường mà nó là những con đường mà uh, uh, kết cục của tất cả những cái uh, tín hiệu phân tử liên tế bào đến từ phía trên và chúng ta cần phải uh, biết rõ hơn những cái sự mà phân biệt đó nếu mà chúng ta muốn đưa đến những cái phương cách chữa trị lâm sàng khả thi để mà giúp đỡ cho những cái người bệnh nhân bị nhiễm bệnh COVID và cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa biết rõ tại sao trong số 100 người bị uh, nhiễm uh, SARS-CoV-2 trong số 100 người F0 thì chỉ có uh, 5% là những người có những cái cơ nguy tử vong cao ngày nào mà chúng ta có cái khả năng để mà nhận diện ra được những cái người có cơ nguy tử vong cao hoặc là những cái người có cơ nguy bệnh nặng là chính cái ngày đó là cái ngày mà chúng ta sẽ có thể tiêu trừ được cái bệnh COVID-19 này. Tôi xin rất cảm ơn sự quan tâm của quý đồng nghiệp và xin nhường lời lại cho diễn giả tiếp theo và xin cảm ơn giáo sư Ngô Quý Trọng.